Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ là mình đang đứng ngay chỗ trung tâm của thành phố cổ Hội An luôn. Và mình đang đứng ở trong phố cổ Hội An. Nơi đây được vào ngày 4 tháng 12 năm 1999 thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Thì ở trong phố cổ Hội An này có hơn 1.000 di tích kiến trúc ở đây lận. Nhưng mọi người có thấy đây, kiến trúc của phố cổ Hội An rất là đẹp. Và ở đây là mình đang đứng vị trí, nó có tên gọi là di tích Cổng Chùa Bà Mụ. Ở đây cổng chùa Bà Mụ cũng như là người ta nói là đây có thể là một trong những biểu tượng mới của phố cổ Hội An. Ngồi bên cạnh đó đó là chùa Cầu. Thì bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng phố cổ Hội An cho mọi người thấy được đó là sự vẻ đẹp của một thành phố cổ ngày xưa được hình thành vào thế kỷ thứ 16, là cách đây là 5 thế kỷ rồi. Giờ mời mọi người cùng di chuyển theo mình đi tham quan phố cổ Hội An thôi. Let's go. Cái lối đi mà đi vào cái phố cổ Hội An, cái lối đi chính là đường Hai Bà Trưng, thì chúng ta sẽ bắt gặp cái điểm mà chụp hình đầu tiên, check in đầu tiên, đó là di tích cổng chùa Bà Mụ. Mọi người có nhìn thấy trên video phía trước là một cái ao sen nhỏ, và phía đằng kia là một cái bức tường đã rêu phong rồi. Và người ta nói là cái di tích cổng chùa Bà Mụ này đã xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và đến đây là đã hơn 300 năm rồi, rất là đẹp. Và vị trí này là du khách chụp hình rất là nhiều, check in ngay chỗ hai bên cái cổng để mà vào trong chùa. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi vào tham quan khu phố cổ Hội An nha. Ở đây là phòng vé, với nhiều khách công ty du lịch thì mọi người phải mua vé ở đây với giá vé là 80.000, còn với đối riêng cá nhân khách tham quan thì có thể đi vào miễn phí. Còn nếu muốn ủng hộ thì cứ mua vé rồi mình ủng hộ để cho những người quản lý ở phố cổ Hội An có thể sử dụng tiền để mà trùng tu lại những ngôi nhà mái ngói đã bị suy sụp hoặc là bị hỏng hóc gì đó để trùng tu lại. Bây giờ mình sẽ dạo một vòng cho mọi người cùng xem phố cổ Hội An nó đẹp như thế nào nha. Lối đi vào của Hai Bà Trưng là hai bên đường đã bán rất là nhiều đồ lưu niệm ở đây, để mình quay cho mọi người xem. Đây có đồ cài tóc nè của phụ nữ, có những sâu chuỗi, bán quần áo ở bên đường. Ở đây có bán chén này, bán tượng Phật, rồi có bán dép cối, có bán nón lá, có bán mũ lưỡi chai. Rồi những bức tường ở phố cổ Hội An thì như mọi người biết đó là được hình thành năm vào thế kỷ thứ 16, thì đến đây đã 5 thế kỷ trôi qua, cho nên là những bức tường ở đây á đều đã rêu phong hết rồi. Ở một con hẻm nhỏ này thôi thì ở đây bạn có thể chụp hình được rất là nhiều tấm hình ở ngay cái góc bức tường màu vàng này, siêu đẹp. Hồi nãy thì có mấy anh chị đứng đây chụp hình rất là nhiều. Mọi người lưu ý là mình đang đi con đường đó là Hai Bà Trưng, và đến ngay chỗ giao lộ đó là Hai Bà Trưng Trần Phú, thì các bạn cứ rẽ phải ở đây thì sẽ có một cái hội quán, đây là hội quán Quảng Đông. Còn phía trước đó là chùa Cầu, là biểu tượng của thành phố Hội An, và nó được in trên tờ polymer 20.000 của mọi người hay sử dụng hàng ngày đó. Đây là hội quán Quảng Đông. Lúc trước là ở đây là một thương cảng rất là sầm uất, rồi tất cả các nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Bồ Nha đến đây mà giao thương, giao lưu hàng hóa với nhau, cho nên là họ phải xây dựng ra một cái hội quán để mà tất cả những người đồng hương ở đây đến mà cùng trò chuyện, cùng tâm tình với nhau. Ở đây là hội quán Quảng Đông. Có một điều đặc biệt là bạn vào trong đây rồi bạn phải mua vé. Hồi nãy mình quay cái vé ở ngoài cổng á, mình mua xong bắt đầu vào trong này có mấy anh chị sốt vé ở đây, vào trong này để tham quan hội quán Quảng Đông. Ngày xưa là những người thương nhân này, thương lái của người Quảng Đông bên Trung Quốc qua đây xây dựng ra một cái hội quán để mà cùng nhau hàn huyên tâm sự ở đây. Và đây là địa điểm chụp hình cũng rất là đẹp ở đây nè. Đây là cái hướng đi ra cầu An Hội này, đó phía trước là cầu An Hội, ở đây tập trung khách chụp là hình rất là cái nhiều ở cầu đây. Rồi bắc qua những cái ngôi nhà, những bức tường được sơn màu vàng lên, tông chủ đạo là vàng đen đẹp á ha. Và ở đây có bán đồ lưu niệm nữa, ở trong ngay cái đường đây luôn, đường Trần Phú.
gần với lại chùa Cầu, khung cảnh rất là đẹp, góc nào cũng đẹp trong phố cổ Hội An luôn mọi người. Ở phố cổ Hội An là cái tông màu, là tông màu chủ đạo đó là tông màu vàng, khi mà sơn bức tường lên thì nó rất là đẹp, kết hợp với lại những ô cửa màu đen nữa, màu đen sẫm, cho nên là nó làm nên cái hình ảnh của phố cổ An nó rất lung linh khi mà đưa hình camera vào, hoặc là cái mắt ở ngoài bình thường mình nhìn vào cũng rất là đẹp. Mọi người có thể thấy các chị nữ đang chụp hình ở đây, chọn một căn nhà tường sơn màu vàng, cánh cửa thì màu đen nâu sậm, ở phía trên là có dàn bông giấy, và phía trước chúng ta đây là điều đặc biệt tại phố cổ Hội An. Đây là chùa Cầu, là biểu tượng của phố cổ Hội An, và ở đây là 100% du khách đến đây đều phải đến đây để mà chụp hình cùng check in. Và hiện nay mình đang đứng ngay cái chỗ vị trí mà có thể chụp hình rõ ràng nhất cái chùa Cầu này. Tuy là người Nhật Bản xây dựng nhưng mà kiến trúc thì lại người Việt Nam. Cái chùa Cầu chiều dài chỉ có 18 mét thôi, và bắc qua một cái con lạch nó chảy ra sông Thu Bồn. Và điều đặc biệt mọi người có thể biết được đó là cái gì không? Đó là cây chùa Cầu này á, ngoài biểu tượng của thành phố Hội An ra, nó được in trên tờ tiền polymer 20.000. Đó. Mọi người có thể ở nhà có thể cầm tờ tiền polymer 20.000 và có thể nhìn thấy được hình ảnh chùa Cầu. Chùa Cầu đây, hình ảnh đây. Và vị trí đó ngay chỗ camera mọi người thấy được, thấy không? Đó. Đây là điều đặc biệt, và mình đã đứng ngay chỗ vị trí đó là cái chùa Cầu. Chùa Cầu là một ngôi chùa nhỏ xíu, thật ra đây không phải là một chùa, là một cái miếu để mà thờ quan Bắc Đới Trấn Vũ ở trong này của người Hoa người ta thờ thôi. Và ở hai bên đầu của chùa Cầu này là có để hình hai con tượng, đó là một con khỉ và một con chó. Là mọi người cứ ngụ ý đó là không biết là năm xây dựng của chùa Cầu này là năm bao nhiêu. Tuy nhiên là mọi người nói là xây dựng cái chùa Cầu này là chỉ có 2 năm thôi, từ năm Thân là năm con khỉ đến năm Tuất là con chó, chỉ 2 năm là hoàn thành lên cái chùa Cầu. Thật ra nó chỉ là một cái miếu nhỏ trong này thôi, chứ không phải là cái chùa. Tuy nhiên là mọi người ngày xưa đã gọi tên gọi là chùa, và được xây dựng trên một cái cầu nên gọi là chùa Cầu. Và đây là biểu tượng của thành phố Hội An, và trên tờ tiền polymer 20.000 luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng ở phố cổ Hội An cho mọi người xem nữa. Chúng ta cùng đi thôi. Rồi, phía trước của chùa Cầu đây là một cây cầu gỗ nhỏ để bắc qua bên đây. Buổi tối ở đây là đường Công Nữ Ngọc Hoa. Ở đây là dọc dọc ngay cái bờ sông Thu Hòa này là họ đặt hàng ghế bán rất là nhiều món đặc sản ở phố cổ Hội An. Đó là mì Quảng nè, và điều đặc biệt đó là món đặc sản số 1, số dắt ở Việt Nam ở tại Hội An, đó là món cao lầu. Ở đây dọc dọc đây chỉ với 20 hoặc 30 ngàn thôi. Là buổi tối ở đây thì đường Công Nữ Ngọc Hoa, mọi người nhớ đường Công Nữ Ngọc Hoa sẽ bán rất là nhiều món đặc sản ở Hội An ở đây. Bây giờ là buổi sáng cho nên là không có bán đồ ăn hải sản của phố cổ Hội An. Tuy nhiên là buổi tối khoảng 6 giờ tối thì ở đây hàng quán bắt đầu bán dọc ra rất là nhiều. Giờ là ban ngày nên mấy anh chị khách ngồi uống nước nghỉ mát thôi. Còn đây là chùa Cầu. Ở đây thì các bạn có thể thuê xe đạp chỉ với 30.000 hoặc 40.000 là có thể đạp thỏa thích luôn. Đạp đến khi nào ngán thì đưa lại cho chủ cho thuê xe đạp thôi. Ở cái góc chụp hình đẹp quá, có dàn bông giấy trên cái ngôi nhà nữa nè. Ở góc bên này là mấy chị bán đậu hũ, tàu phớ, chè hạt sen, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè xoa xoa, chè thập cẩm. Tàu hũ, tàu phớ, xoa xoa, chè thập cẩm. Buổi tối thì dọc dọc ở ngay cái chỗ đường này thì là mấy cô mấy chị bán đèn hoa đăng để mà thả đèn hoa đăng xuống dòng sông Thu Bồn này nè. Buổi tối thì ở đây thành phố cổ Hội An là gọi là thành phố lồng đèn mà, cho nên là buổi tối ở đây mở đèn lên rất là nhiều và đẹp. Dọc dọc ở đây là mở lồng đèn lên đẹp lắm, đèn lồng. Và ở đây thì thả đèn hoa đăng chỉ 5.000 hoặc 10.000 một cái thôi, buổi tối ở đây có bán. Rồi bắt đầu thả xuống dòng sông Thu Bồn này nè, rồi cầu xin ước nguyện gì đó thì đèn hoa đăng nó sẽ trôi về trên dòng sông Thu Bồn rất là đẹp. Và ở đây có một
một cái loại xuồng, xuồng nhỏ nhỏ đây nè. Rồi khách thì muốn đi thì chỉ cần bỏ vài chục ngàn, từ 30 đến 50 ngàn thì có thể là được đi dọc dòng sông Thu Bồn đây khoảng 15-20 phút với chi phí 3-4-50 ngàn gì đó, hiểu không? Mọi người lưu ý đó là khi mà đi đến phố cổ Hội An thì mọi người nhớ là đây là con đường Hai Bà Trưng giao với lại đường Phan Châu Trinh. Đây là con đường mà đi vào tham quan dễ dàng nhất luôn. Đó, mọi người đi thẳng vào, cứ đi thẳng vào đường Hai Bà Trưng này và gặp cái đoạn đường cắt ngang là Trần Phú, và chúng ta rẽ phải sẽ tới Hội Quán Quảng Đông và Chùa Cầu là biểu tượng của thành phố Hội An. Đó, đi thẳng vào, đây là con đường Hai Bà Trưng nha, dễ dàng đi nhất. Nếu thành phố hoa lệ Sài Gòn nức tiếng qua những ly cà phê đậm đà, Hà Nội đặc trưng bởi cốc trà đá vỉa hè mát lạnh, thì phố cổ Hội An lại thu hút du khách nhờ những món trà mót mang hương vị thảo mộc đặc trưng. Cùng tìm hiểu ngay lý do vì sao mót Hội An lại được ưa chuộng đến thế nhé. Có một điều đặc biệt nữa là đến phố cổ Hội An thì mọi người không thể không đến cái quán tên là mót. Đây là nơi bán nước uống rất là ngon. Đó. Vừa có bán nước uống, vừa bán cao lầu, mì Quảng nữa. Bán mốt Hội An là một trong những quán nổi tiếng trong phố cổ Hội An, mà khách đến là hay check in ở đây. Đó, như là nước là trà chanh, rồi có xả ở trong này nữa, nên nhiều thứ nó thơm lắm. Chỉ với 10.000 đến 20.000 là chúng ta có một ly mốt rồi, uống rất là ngon. Mua một ly mình đi dạo vòng vòng phố cổ Hội An cũng rất là thú vị. Nhớ đến quán Mót nha, nằm trên đường Trần Phú luôn. Nằm trên đường Trần Phú số 150 Trần Phú, quán Mót Hội An nổi bật với vẻ đẹp thơ mộng, phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ của các vị thảo mộc. Nước mót tại đây còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như là nước chanh xả hay là nước sang chảnh, là thức uống yêu thích của du khách khi có dịp ghé thăm thành phố bình yên mang tên Hội An. Nguyên liệu chính của nước thảo mộc Mót Hội An gồm chanh, gừng, xả, hoa cúc, lá sen khô, lá trà xanh, mật ong, v.v. giúp cơ thể giải độc, thanh nhiệt, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt là thức uống này được pha chế theo công thức gia truyền hơn 100 năm có tên là An Thái Ông Thầy Tải. 100 cường đế đem đến những hương vị thơm ngon, đặc trưng mà không có nơi nào có được. Không chỉ thu hút nhờ vị ngọt, giá rẻ, Mốt Hội An còn mang trên mình một vẻ đẹp hết sức tinh tế. Mỗi ly nước đều được trang trí lá sen, củ sen bởi bàn tay nghệ thuật của người pha chế, khiến du khách khó lòng rời mắt khỏi ly mốt trên tay. À, một ly mốt rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nổi tiếng là vậy nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn thắc mắc cái tên mốt đến từ đâu. Mốt thực chất là tên gọi thân thuộc ở nhà của chàng trai 9X tên là Nguyễn Hữu Xuân. Anh là người đầu tiên sáng chế và đem bán thức uống mới lạ này cho du khách ở Hội An. Sau này anh mở quán lấy tên mốt luôn cho dễ nhớ và được đông đảo người dân địa phương cũng như thực khách hết lòng ủng hộ. Và đến phố cổ Hội An, mọi người đến đây để ủng hộ quán mốt này nhé, giá rất là rẻ luôn. Ở trong phố cổ Hội An này thì ban đêm có những trò chơi dân gian như là bịt mắt đập nêu ở đây. Rất là thu hút khách đông lắm luôn á. Vừa rồi có một nhóm đã đập rồi, đi rồi, giờ còn một mình thì mình sẽ thử cho mọi người cùng xem đập nêu nha. Và giá là 10.000. Mình đập bởi cái nêu thì mình sẽ được một vật phẩm, một quà lưu niệm, đó là cái bóp đựng tiền có thêu logo, đó là chữ Hội An luôn. Giờ mình sẽ đập thử cho mọi người xem. Mình thấy vậy thôi chứ, nhưng mà khi mà bịt mắt lại thì mình không có thấy đường đâu. Và mình đếm bước chân thôi, rồi mình xác định được cái nêu ở chỗ nào thì mình đập thôi. Thử thôi. Và đây là mình đã đập được cái nêu, nên là được một phần thưởng, đó là quà lưu niệm đến từ Hội An có thêu logo, rất là đẹp luôn. Có thể đựng tiền nè, đựng điện thoại gì, rất là tiện lợi khi đi du lịch. Giờ mình đi tham quan tiếp thôi. Và bên cái cầu An Hội này, mình đi qua bên phía đường đây thì có chợ đêm tên là Nguyễn Hoàng.
Đây là mình quay ban đêm, hồi video mình quay buổi sáng thì bên phía bên kia bên chùa cầu. Còn bên đây là mình quay ban đêm, buổi tối ban đêm ở đây lúc mà chưa có dịch đó, rất là đông vui. Các hàng quán ở xa xa, hàng quán đây là bán đồ hải sản hoặc là thịt nướng rồi rất là nhiều thứ nhà hàng ở đây bán. Và đây là có một chợ đêm ở đây nữa. Tuy nhiên là bây giờ là mùa dịch cho nên là bây giờ vắng đi rất là nhiều thứ. Đó, phố cổ Hội An ban đêm. Đèn thì phố lồng đèn thì vẫn mở, tuy nhiên là mình thấy là ít hẳn đi hơn 60% so với lại lúc chưa có dịch nữa. Đó. Đó. Đây có hàng quán ăn uống ở đây. Mình mong là dịch Covid ổn định thì mọi thứ sẽ đi vào hoạt động lại bình thường mọi thứ. Nha. Bây giờ mình sẽ đi đến mua cái đèn hoa đăng để thả trên dòng sông Thu Bồn để cầu xin ước nguyện được bình an cho dịch Covid trôi qua để cho mọi thứ trở lại bình thường, mọi người cùng làm việc cùng nhau buôn bán đi lên. Chứ bây giờ thì phố cổ Hội An mình thấy là đóng cửa ban ngày hoặc ban đêm đóng cửa hơn 60% rồi, chỉ khoảng 40% hoạt động còn lại thôi, rất là ít khách. Bình thường là ở đây em đi à. Dạ, con thả hai cái. Nhưng mà để từ con quay clip luôn, từ cầm quậy cầm tay nha. Dạ rồi. Đến với Hội An á, ngồi chúng ta ăn món đó là món cao lầu, mì Quảng và uống mốt á, thì ngồi những cái hoạt động như là đi thuyền trên sông Thu Bồn thì chúng ta cũng nên ghé đến dọc ở trên bờ sông Thu Bồn. Đây có mấy bà quậy này bán, hoặc là mấy cô mấy chú bán đó là đèn hoa đăng ở đây. Giá chỉ có 5.000 một đèn hoa đăng thôi. Mọi người mua một đèn hoa đăng như thế này chỉ với 5.000. Và xong rồi ở đây sẽ có một cây sào. Ở đây có một cây sào. Và ở dưới cây sào này sẽ có một cái rổ bằng nhựa để cho cái đèn hoa đăng vào trong này. Đó. Đó nó như thế này nè. Cây sào rất là dài. Chiều dài của nó là khoảng 1m6 luôn đó. Và bắt đầu thì mình sẽ thả đèn hoa đăng xuống dưới lại dòng sông Thu Bồn để cho cầu xin được mọi thứ là bình an cho dịch Covid-19 trôi qua, để cho mọi người cùng nhau buôn bán, cùng nhau làm ăn được phát đạt. Nha. Bây giờ mình sẽ thả đèn hoa đăng nha. Mọi người đến phố cổ Hội An thì mọi người nhớ đến nơi dọc trên cái bờ sông Thu Hồi này có rất nhiều người bán đèn hoa đăng như thế này, giá chỉ có 5.000 thôi. Bắt đầu mình sẽ thả xuống cho mọi người cùng coi. Cầu cho mọi thứ được bình an. Mọi người nhớ đến phố cổ Hội An, nhớ mua đèn hoa đăng nha. Giờ mình sẽ đưa cameraman thả. Đây là cameraman trong hành trình xuyên Việt của mình. Nó nhỏ con mấy chục ký thôi, nhưng mà lặn lội đi xuyên suốt hành trình mấy chục ngày, mấy chục đêm, 60 ngày 59 đêm hành trình xuyên Việt để mà khám phá ra đất nước Việt Nam. Không biết là thả cầu xin được cái gì hay không thì mình không biết, nhưng mà vẫn cứ thả cho dòng sông rồi. Trên sông. Dạ con cảm ơn mọi nha. Thả hoa đăng để cầu xin ước nguyện được bình an. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, và hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Nhớ bấm nút theo dõi và đăng ký kênh của mình để mình quay video nhiều hơn cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người.